Vâng, kênh đất giá rẻ của Esup hôm nay em quay gửi đến cho quý anh chị, quý bà con, cô bác một lô đất nền nha. Đấy, nằm trên cái trục đường bê tông này, 10m, sâu 40m, thổ cư 130m. Đó. Khu vực này là có 9 lô F0 nha, 9 lô F0. Đó. Anh chị nào nhanh tay sở hữu. Đấy. Mặt tiền đường bê tông này đó, view cánh đồng. Đấy. Hướng này là hướng bắc nha, hướng nam, có hướng nam và hướng bắc, tổng cộng 9 lô nha. Đó, đường chính ngoài đó. Đấy, còn đây là đường liên thôn. Giá anh chị nào nhanh tay đầu tư F0 thì giá rất hữu nghị thôi. Alo cho em theo cái số điện thoại 0977280818. Từ đây ra ủy ban trường chợ thì hơn cây số thôi. Em đi ra ngoài cho quý anh chị xem. Có 9 lô nhá, ngang 10, sâu 40, thổ cư 130m một lô. Đó. Anh chị nào quan tâm thì alo sớm cho em. Đó. Khu vực đây đường xá là rất là thông thoáng nha, kinh doanh ok nhá. Đây, đây buôn bán đẹp quá. Đường ô bàn cờ thông nhau. Trước mặt đây là quán cà phê này. Giá đầu tư cho quý anh chị nào nhanh tay alo sớm cho em theo cái số điện thoại 0977280818. Tổng em có 9 lô F0 ở cái khu vực này nhé, ngang 10, sâu 40, thổ cư 130m một lô. Đó. Rất là đẹp nhé. Anh chị nào mua làm của để dành đầu tư alo sớm cho em, số điện thoại của em là 0977280818. Rồi em xin phép được kết thúc video đây, hẹn quý anh chị vào những video tiếp theo.